Đến liều sứ thiên ngày sáu hãy nghe và nhắc lại cách nói không được sao có thể để bạn mời được chứ để mình bù xiếng dẫm mơ nâng rằng ní chính cờ nè bùa lái bù xiếng dẫn mơ nâng 让你请客呢？我来不行，怎么能让你请客呢？我来不行，怎么能让你请客呢？我来。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Tiếng Trung của bạn thật tốt. Nhị trung huấn rơi họ. Đương nhiên là có thể ạ. Tăng rán có ý ạ. À. Từng nghe nói qua Quế Lâm. Thiên số của Quỷ Lín. chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sử tha chéo Của bạn thì sao? Nghỉ đó nó. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Yêu nà rến bộ phận đâu. Ừ, vì rất tiện. 嗯,因为很方便 Thêm bạn xong rồi 加好了 Khát rồi phải không? 渴了吧 Muốn uống chút gì không? 要喝点什么吗? Được à, được thôi 好啊我出去来点什么 h o 没开。今天请客。